triệu chị kiếm cái nghề khác làm, rồi chị nói không giờ làm cái gì, chị mới mua bánh tráng chị bán. Tới giờ chị cũng bán bánh tráng mà nói là có dư, nói cũng ăn cũng đóng tiền nhà vậy thôi, cái dư là có dư. Rồi chủ có cho cái bà ngồi kế bên dây gốc tay gốc bị đỏ 500, chỉ đưa mua mấy chục bánh ít nữa phải xuống ở khe chị. Bà nói cái thằng nào nó cho tôi 500 mà nó mua tôi mấy chục bánh ít nó mua hết. Tôi nói nó cũng cho tôi 1 triệu nè. Bây giờ nghe nói là Vũ Linh đó. Thôi chị lên chị mừng nó, chị đốt nhang chị đền ơn nó. Mua gì đó Phật. Thôi là cậu năm cho tiền. Cho chị 1 triệu. Cho cô lâu chưa cô? Lâu rồi, nay cách nay cũng 5-6 năm rồi. Vậy hả? Chú đi lên con đường tụi thằng gì đó nó đóng viên ở trên á. Dạ. Rồi chú lùng vòng cỡ xe đi chơi, chú thấy chị nha, mướn nó nhà trục trại ở là. Khổ quá, chú cho chị 1 triệu, chú nói nha, thôi chị mua cái gì chị làm bán khác tim đi, cái bán cà phê chị bán dở quá đâu có ai uống đó. Rồi chị mới mua bánh tráng chị làm cho bịch đi bán tới giờ luôn á. Điều bán thì không có giàu thiệt, nhưng đủ ăn hàng ngày, đủ đóng tiền nhà này kia chứ không có ấy. Mà chị với hai đứa cháu thôi chứ không ai hết á. Chú có uống 3 ly cà phê, ba chú đi, chú đưa tiền chị biết như chị thối ông lấy ở xe ông đi. Cũng lên sảnh này em thấy bà bán bánh ít, bà ngồi ngay ngã ba, bà ngồi bán 50 lít tròn vậy nè. Cái chú có mua mà đợt 10 mấy bịch chú mua hết. Rồi cái chú do nó à bà 500 nữa. Cái bà xuống bà khe chị, bà nói không biết không? Tôi bán đó bà không biết đó, bà nào có đem bà, ông nào á cũng cho tôi được 500, ông mua hết bánh ít tôi bà. Cái tôi nói ừ, cũng cho tôi 1 triệu mà tôi không biết chú nào. Giờ nghe tính là chú Vũ Linh. Cái tụi đoàn, cái đoàn đánh thiên đó nó nói chú Linh cho nhiều người này kia nhiều lắm, vòng vòng trên đó đó, mấy người mà nghèo nghèo chú mới cho. Mà cái quán cà phê chỉ rất cái chòi, cái đâu có cái gì đáng đâu. Thấy giờ giờ mới nhớ nhớ mới thương chị. Chỉ phù hộ chị mừng ăn tới giờ được, mà giàu thì không có giàu đủ đóng tiền nhà. Chỉ lợi đủ ăn ba bà cháu vậy thôi. Vậy là quý quá rồi. Quý quá cậu rồi. Năm đi tới đâu cũng gieo cái phước ở đó ha. Mà không có nói ai ở chủ nữa, chị mới gặn hỏi hoài. Ủa tôi hỏi với chú làm gì mà trả tiền cho chị nhiều dữ vậy, chú ở đâu? Nói tôi ở đâu không biết, tôi cho chị cứ lấy đi. Cái tôi hỏi 2-3 lần chú nói tôi ở bà Điểm á. Tôi hỏi bà Điểm chú ở lâu nào, khi nào tôi có tiền tôi xuống mà định ơn chú. Cũng nói tôi ở cua chị ớt á, ngay cái quẹo á, cũng chỉ như vậy á, không biết cái quẹo ở đâu bây giờ luôn á. Vậy bây giờ là cô mới biết là cậu Năm Vũ Linh hả? Biết, hậu chị mới ra bán là chị không có biết. Vậy hả? Bây giờ là biết rồi. Nói, giờ người ta biết là đó, mà cái bác nói cái Vũ Linh á, cho tôi được 500 á. Dạ, dạ. Cho tôi 500 với mua hết bánh ít tôi xuống cũng và hơi bà tôi khe. Tôi nói ừ, chỉ cho tôi điểm mà tôi không biết ông ở đâu. Ở hoài ông chỉ ở bà Điểm á bà ơi. Tôi nói mà ông thấy là ông đâu có ở bà Điểm. Dạ. Rồi hôm nay là mình xuống thắp nhang, đền ơn ha. Có nguyện cầu gì cho cậu không cô? Hả? Cô có nguyện cầu gì cho cậu không? Cậu chị không có biết gì, chị cầu gì chú hả? Thôi gia đình chú im ấm đi chứ gì mà cứ lặn xộn hoài. Đó cho nó im đi, qua nó cái đầu đi. Đáng khổ như vậy cho đấu thí cùng ở trên mà lại cái cảnh còn đi chưa yên với nhà nữa. Dạ. Rồi vậy là cầu cho cậu Năm được giảng sanh, được cả gia đình trong ấm và im ha. Im ái đi, đừng có cãi nữa, đừng có đổ thưa cãi gì nữa hết trơn á. Ai có thì ăn, có thì nhịn đi, đừng có tranh giành nữa. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ, hiện tại cô đang ở đâu cô? Cô ở Hóc Môn. Hóc Môn. Ở Lấu Miễu Mèo á. Dạ. Lộn 22 đó. Dạ. Lại xuống đường Trấn Thành á. Dạ. Hồi đó lúc có vắng lắm, không có nhà, bây giờ có nhà nhiều. Dạ. Cái vắng que, có mấy cái nhà ở là. Dạ. Nay cũng 5-6 năm rồi có. Dạ. Bữa nay là cô đi với gia đình. Có đi với mấy đứa em rồi này, cái cháu rồi đó. Nó cho cô Giang đi chứ cũng đâu có tiền mà có xe đi. Rồi con cảm ơn cô nha, con cảm ơn cô, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ở nhà con nó có mua truyền hình gì coi, vì thấy mấy chú này gì thấy công nghiệp gì hết hoài à. Dạ. Cái riêng của nhỏ em nữa cứ ra hai chị em ngồi coi cái là khóc nó trời ơi, không phải ba mẹ nó mà nó không nói ở vậy, không biết làm sao nữa. Nó ở vậy, chị không có tiền cái gì, có tiền đem gì cho tụi nó. Vì cũng khổ quá đâu có tiền. Dạ. Tám hàng ngày cũng có nhiêu 100 ngàn tiền bánh tráng, 100 mấy à. Bánh tráng là bánh tráng nướng hả cô? Không có, bánh tráng gì vô bịch gì thằng còn á gì để mình trước nhà. Bánh tráng trộn hả? Bánh tráng mà bỏ muối chứ không có trộn nữa. Bánh tráng bỏ muối ha. Muối, bánh tráng muối. Bánh tráng muối á gì để bánh bịch mấy ngàn đó hả? Anh 10 ngàn 3 bịch. 10 ngàn 3 bịch. Thì bán rẻ lắm, ai thấy cũng
luôn. Hồi nãy giờ con cứ tưởng đâu là bánh trắng nướng. Không. À, bánh trắng. Thì bỏ vô bịch thì nè. Có trái tắc rồi đó phải không? Mình ăn có trái tắc. Dạ. Tụi nó trời ơi, bán gì mà rẻ quá. Mà lúc đó chưa có bán, chú Bánh Linh chưa có bán bánh tráng. Xuống cho anh chịu, chú đi. Chị coi cái gì á chị làm. Dạ. Liêm cái bán cái này làm sao mà nuôi đủ mà ba đứa này, hai đứa này. Dạ. Hai đứa cháu hoài nó theo gì. Mẹ nó bị xì ke ở tù dưới Hàm Tân á. Dạ. Rồi gì mới đem nó gì nuôi về tội nghiệp nó. Thì cũng ráng bán kiếm được đồng nữa cho nó đi học rồi này kia. Dạ. Vậy là cô chỉ bán bánh tráng thôi chứ có bán gì nữa không? Không có bán cái gì hết trơn. Dạ. Giờ đâu có bán bánh cà phê dở không ai uống hết. Năm mà. Rồi. Ông ấy cũng chơi này dở quá, đừng có bán được, ba coi cái gì nó khác lắm. Cậu Năm nói hả? Ừ. Cậu Năm nói là cậu Năm đánh giá là cà phê dở quá hả? Ờ, cà phê dở quá. Thì cứ bán được, cứ bán cái nghề gì khác đi. Ủa vậy là tình cờ cậu Năm vô đó uống cà phê. Uống cà phê ngồi ba người ba cái ghế mà. Dạ. Với ai nữa cô, cậu Năm với ai? Ba người gì không biết ai, nhưng ba đi ẩm ba người ba xe đạp. Cậu Năm đánh giá là cà phê dở quá, thôi đừng bán. Chị đừng bán cái gì nữa, bán cái gì ế quá, bán dở quá, ai mua, ai uống. Vậy là tới từ đó tới giờ là không bán nữa. Không có bán nữa. Cậu Năm nói cái, cậu Năm nói cái không bán luôn. Ừ, cái bán người khác đi, bán bánh tráng. Chị kiếm người khác thì bán. À, bánh tráng, mặc dù không giàu nhưng mà được ha. Ờ, mà chị đâu có biết bán bánh tráng, mà sao khiến đi mua bịch bánh tráng. Dạ. Mấy bịch ra được 500, rồi làm gia vị thì bán. Dạ. Bây giờ cũng bán, kiếm được 50. Dạ. Ô, vậy là... Tiền đóng tiền nhà. Dạ, hy vọng nay là tiền nhà nó lên giá gì đó triệu rưỡi đó, triệu rưỡi có 500 à. Dạ. Cái nhà mướn cái nhà cũng xấu lắm, cái nhà đẹp. Một ngày mình bán được bao nhiêu tiền bánh tráng? Trời ơi, có 100 ngàn, 100 ngàn, có khi 200 ngàn là mừng lắm. Vậy hả? Dạ. Cứ họ mua, họ đi ngang là thấy được cái họ mua giùm. Dạ. Có đó cô bán có gần trường học hay là cái gì không? Xa lắm, có người ở trường học họ lại mua, họ về họ bán lại. Dạ. À, bán lại gì bán cho 30 ngàn thì 10 bịch. Dạ. Về nó bán 5 ngàn bịch thì nó lời được 20 ngàn. Dạ. Thế mà nó mà học có trò nó mới ghé nó lấy nó mua về nó bán lại. Dạ. Chứ còn người già giàu người tiền. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Năm 75 rồi. Ờ, lớn hơn cậu Năm nhiều ha. Lớn hơn, bởi nó kêu chị bằng chị. Dạ. Chị nói tôi không biết chú là ai hết. Thôi chú ở đâu? Nó cứ ở Bà Điểm. Bà Điểm. Cứ cho hoài, cứ nói thôi, chú ở đâu cứ nói đi, cứ nói tôi mừng ăn được, tôi mừng ăn ơn. Ừ. Nó ở Bà Điểm, cứ ở Bà Điểm đâu nào? Ở cầu cu quẹo Bà Điểm. Dạ. Rồi lúc đó cậu Năm đi mặc đồ lịch sự đẹp trai không? Không, mặc đồ thường như người ta. Bình thường thôi. Đóng phim ở trên kia kìa. Dạ. Anh nói trên kia có đồn đóng phim hay lắm đó. Bà lên thì cứ nói trời ơi, ai mà biết gì đâu coi. Dạ. Rồi quá quý luôn, cậu Năm đi tới đâu cũng gieo cái phước lành tới đó. Mà đặc biệt con thích cậu Năm là nhận xét đúng là bán cà phê dở quá thôi. Ờ, ông nói thẳng à. Chị bán cà phê này dở quá, ai uống. Cô xích lại đây nè, cô lại đây nè, lại đây. Dạ. Cái gì với bà ba, bà em á. Dạ. Cái ngồi nhà bà bắt phim coi, thấy mấy chú cực mưa mà dầm gió cho tôi nói trời. Dạ. Ơi, phải ba mẹ nó đâu mà nó cực khổ như vậy không biết nữa. Dạ. Thôi thì con chúc cô mua mai bán đắt, bán được nhiều bánh tráng. Xong qua cái clip này á, thì bà con cô bác với mấy cái tuổi teen á, thấy được cái clip của này thì lợi tới ủng hộ cô để cho cô bán nhiều nhiều hơn xíu đó, để trang trải cuộc sống ha. Ở bên cạnh đó thì con chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Đó, nó nghe gì có xe cấp á. Cái gì đi lấy bánh tráng. Dạ. Cái con nhỏ nó không có lấy nữa, để nó kêu em xuống thì người ta đem xuống, ta không ăn tiền. Dạ. Chở tội nghiệp ghê vậy. Dạ. Chở cái gì. Cô gì cũng bán đỡ đó, gì đâu có bản gì đâu, bán không vậy. Cứ 3 bịch 10 ngàn, ai mua 10 ngàn 3 bịch mà mua 20 ngàn 5 bịch gì cũng không bán nữa. Lấy 6 bịch đúng rồi. 3 bịch 10 ngàn, quá rẻ. Bởi vậy ăn đứa nào nó trời ơi gì bán vậy. Thì rẻ lắm á cô. Mày mua dầu gì không có dốc, có gì không dám mua dầu dở, gì cũng mua ngon. Rồi cô tới đây là mấy lần rồi? Không, lần đầu gì có lại đây đi, nhỏ kia. Dạ. Mà gì nói đông lắm, chị dạ. Thân dầm cũng ngang thì về. Rồi bây giờ cái bà cái bán bánh ít á, bà xuống bà cũng nói. Dạ. Bà nói rồi nè, để bà có đi rảnh nè, bà dễ tôi đi. Tôi nói tôi đi xe ké, người ta đâu có cái xe đâu, bà biểu tôi kêu bà đi. Dạ. Rồi tới nay đi nữa, tôi đi để đủ, thôi đi với nó. Phải biết cô xuống rồi con mua ủng hộ vài chục bịch. Đó đâu là cơ, tao đâu có làm nhiều. Dạ. Ngày 50, 60 bịch 50 là hả? Nhiều. Ngày 50 con ủng hộ 49 bịch thôi. Còn bịch để cô bán. Làm cái gì của bạn? Dũng Linh này nó cho diện triệu. Dạ. Nó nói lúc đóng phim trên đó nay cũng 6 năm. Dạ. Nó vòng vòng cái ngõ cho biểu mèo đóng phim, người ta đóng ra nó lên nó vòng ở đây
dắt 9 giờ ba thằng ba cái xe đạp vòng vòng đó. Vô thấy gì bán cà phê mà ngồi ở cái nhà tệ gì bướng cái nhà sập tệ có 500 tháng à. Vì che tấm bạc. Cái nó nói gì ở đâu, tôi nói nhà tao công ty người ta gây lộn, tôi gây lộn ổng, tôi đây tôi ở trong mướn, tôi nuôi hai đứa này nè. Ba mẹ nó xì ke, giờ người ta bắt người ta giam với hầm tân á. Rồi cái ổng cứ ổng rầy ổng đuổi gì hoài, đuổi mấy nhỏ hoài tao theo. Cái ông nói thôi uống gì ba ly cà phê mà không biết ba gì bán bao nhiêu, có 5,000 ly à. Ba ly ổng đưa gì nhiêu nhớ 50, thôi ổng lấy. Rồi ổng cho gì 1 triệu, ổng nói thôi tôi cho chị 1 triệu, chị kiếm cái nghề gì mình ăn đi. Cái nó khác, cái bán cà phê vẫn dở quá, ai uống. Tôi nói từ nào tôi đâu có biết bán cà phê, mà giờ tôi thấy tôi bán đại thì không biết được hơn, mà ít vốn. Thôi chị lấy 1 triệu này, chị kiếm gì làm thêm đi, đừng có bán cái ngày nữa, ế là bán dở quá à. Cô ở với ai cô? Ở có mình. Ở mình hả? Với con cháu ngoại. Hai cháu ngoại hả? Ừ. Ủa rồi sao nuôi cháu ngoại nữa hả? Ba mẹ nó bỏ đó. Dạ. Ba mẹ nó xì ke bỏ đi. Cháu nuôi. Ngoại lớn không? Lớn, nhỏ lớn nay được nay đã 15-16 tuổi. Dạ. Còn lớn nay cũng 12-13. Ôi ngày bán có mấy chục bánh tráng mà nuôi cháu ngoại nữa. Có bữa thì bán cả tấn chục bịch, có bữa bà ba bán ra bán phụ ngồi ở làm phụ với mình. Bà nào? Này hả? Bà kia kìa. Trong kia hả? Đội cái nón phải không? Cái đội nón. Rồi cái cô đội nón trong đó phải không? Đội sen không phải. Không phải hả? Đó đứng trong kia kìa. Cô đội nón trắng trắng đó hả? Ừ. Sao cái cô đó con thấy nó cổ quen quen. Bả lên ra 2-3 lần rồi mà. Vậy hả? Ừ. Cổ thấy thấy cổ quen quen. Bả nói bả ra bả nhận bả nói nha. Chị bà nó kêu bằng chị, tôi thứ hai nó thứ ba. Bà coi cái tụi nó giờ trời mưa mà lặn lội trỉnh, mà bà thấy bà thương tôi. Bà khóc nữa, trời ơi không phải ba mẹ nó mà nó lên nó lo vậy á. Còn nhà của ông á thì ở nhà thì tranh giành chi biết cho nó ổn đi. Rồi con cảm ơn cô nha, con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Này cả nhà thấy ở đây có bé nè, bé gái đang lau mộ cho cậu Năm nè. Nãy giờ đứng đó phát hiện là thấy lau liên tục. Lỡ xong ngại đâu mất tiêu rồi. Đừng ngại, cứ làm đi em. Làm đi, đừng ngại. Đó. Nay con đi với ai vậy? Dạ, nay con đi với anh con với ngoại. Anh với ngoại ngoại đứng trỏng hả? Rồi quá thương luôn cả nhà, đứng lau mộ. Em với chị lau mình đứng đổ mồ hôi khát nước luôn. Con ở đâu? Em ở Hóc Môn. Hóc Môn hả? Đi với ngoại con đấy hả? Dạ không, ngoại con đây hả? Con có quen với cái cô mà nãy giờ chú nói chuyện không? Bà đấy hả? Dạ, đi chung luôn á. Đi chung luôn. Quá quý luôn. Sao mà thương ông Năm, sao mà để lau mộ cho ông Năm vậy? Thương dữ lắm không? Dạ. Thương ông Năm ở chỗ nào? Dạ, tại vì hồi nhỏ con hay coi cái lương với ngoại con á. Nên là ngoại con thương thì con cũng thương. Dạ, ngoại thương là con cũng thương. Trời ơi, quá quý cả nhà. Ngoại con đó hả? Dạ. Phải không? Dạ con chào bác. Thấy bác quen lắm, bác lên nhiều lần lắm đúng không? Hai lần. Con nhìn bác thấy quen. Là ba mươi tư á. Dạ. Nhìn quen lắm, hình như con có nói chuyện với bác sao á? Con Tài. Tài. Tài 66. Hai lần lắm. Dạ. Thấy trời mưa tụi bác nhà. Dạ. Con đứng từ xa con thấy bác quen. Dạ. Con quý lương của chú anh chị. Đó. Đặc biệt là hai bé này nè cả nhà. Bé lớn bé sau là chị hả? Chị. Đi lau mộ trong Năm nữa đi. Chú không quay nữa đâu, đi lau mộ đi. Nghĩ quay lau mộ ngại cô chú anh chị. Ngại nó không quay. Đi lau mộ trong Năm đi. Đó. Nghe nói không quay cái đi lau nữa rồi. Tại vì quay cái bé ngại cô chú anh chị, không nên bé không có lau nữa. Để cho bé lao đi mình khỏi quay ha, quay cho cô chú anh chị thấy thôi. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị mình ha.